Chloe's Entertainment Channel. Chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô khu Kids Camp và mình sẽ tham quan Kids Camp và khu làn xà phòng. Ngoài ra thì nó còn có một cái khu vực nữa, người ta sẽ gọi là làm xà bông. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ lướt qua xà bông thôi. Rồi bây giờ mình đi vô trong nha. Thôi đi, để lên. Không thích làm xà bông luôn nữa. Đây, mình giới thiệu sơ sơ. Đây là những cái những cái con thú mà mình có thể bỏ vào cái cục xà phòng. Nó giống như vậy nè các bạn. Đây. Rồi. Đây là cái slam mà hôm nay mình sẽ làm. Đây. Rồi. À, bây giờ mình mua vé, mình vô cái khu Kids Camp nha. Mua vé, bây giờ đi mua vé. Cho cho chị một cái combo Kids Camp với lại mềm mềm. Chị cho em xin tên bé xin hỏng mình. Mình sẽ có hai loại slam. Wow. Một cái á, nó khác nhau là ở cái chất liệu. Đây, cái chất liệu ở trong là nó sẽ hơi xốp xốp. Còn cái loại này là loại cheese thì nó sẽ mềm hơn, nó không có gờ vô, nó rất là trơn. Thì hôm nay Cúc sẽ chọn loại này để làm thử nha. Thôi ơi, chọn loại này nha. Ok. Rồi lấy cho chị cái này. Cái này giá này là chưa có bao gồm các bên trang trí á chị. Mình có muốn mua thêm không ạ? Mình là 30.000, còn Vũ là 50.000. Cái này là đồ đựng, mua vô trong đó mình sẽ được lựa nhiều hơn. Lấy cho chị cái Vũ. Mình vào mấy phụ huynh ạ? 3 người. Rồi bây giờ mình đi vô nha. Thôi ơi, thái vậy nè. Rồi đưa giày cho cô đi. Bỏ giày vô tủ. Rồi bỏ giày giùm con nha. Mình dán bé hay dán chị? Dán cho bé luôn. Dán dép luôn. Giữ cứ lấy dép cho bé luôn. Thôi ơi, thích không? Thích. Vô cái nam vô vô. Bỏ dép vô, bỏ dép vô đây. Các bạn ơi, giờ mình sẽ khám phá xem là ở trong cái khu này nó có cái gì nha. Giờ mình qua đây mình chơi trước đi. Thôi ơi. Thôi sẽ quay cút. Trời ơi, chóng mặt quá. Thôi ơi, dừng lại. Rồi, con đi lên đây đi. Rồi, thôi, bây giờ mình đi ra chỗ khác mình chơi đi. Bye bye. Thôi bây giờ mình đi qua cái khu bếp bên này đi hay là bên đây. Thôi ơi, qua đây chơi nha. Rồi, ở đây mình sẽ bước hai chân lên. Mình coi coi Thôi chơi làm sao nha. Đợi xíu Thôi nó đang ready. Rồi. Thôi ok. Lẹ lên. Chết rồi, thua rồi. Thôi chạy nhanh lên, Đứng lên.
kia. Mệt quá, mệt quá các bạn ơi. Ôi, buồn. Cốc ơi. Ơi. Cốc cứng trời. Đợi cốc xéo. Let's go down the slide.
Có bơi đi qua đây đi. Vậy. Thôi mình đi qua đây nè. Hai ngon ngon. Một cái ống trượt cuối cùng. I'm going. Ủa hết đường rồi. Oh, wait a minute, wait a minute. Mình đi ở đây nè. Ủa búp búp búp. I'm bumpy. Ủa. Đây ai đi ngay trước nha. Mad again.
lần cuối là qua cái hát chưa? Hãy I'm really close for now fake and for one more last sake. What? Like a slide. Let me close for this. I'm gonna make a steak. Easy, easy. Easy peasy, easy peasy.
chiếc xe kia. Rồi lại đằng kia lấy cái rổ, đây là cái rổ nè. Rồi
bây giờ mình cầm cái cây lên, có cái cọng dây, một đầu của nó sẽ là cục hít. Rồi bây giờ mình thả cục hít xuống để cho nó hít vô con cá nha. Ủa, cô đang muốn bắt con bạch tuộc nè. Cho cọng dây qua bên cái đầu của con bạch tuộc nha, cho nó hít vô. Trời ơi, sao nó hít hoài mà nó không vô vậy nè. Khó quá. Thôi ơi, bây giờ làm sao đây? Nó không có hít vô con bạch tuộc. Xém nữa là được rồi. Trời ơi, nó bay quay quanh cái đầu rồi. Thôi mệt quá, Huy chơi đi cũng chơi nữa đâu. Huy cầm lấy cái đầu này nè, mình xích vô. Chị Cúc nắm cọng dây cho nó vô gần con cá nha. Đâu rồi, lấy con nào đây? Con cá màu xanh đi. Bên nha. Để coi coi có câu được con nào không. Ý, được rồi nè. Có một con đã dính cả cắn câu. Một con cá màu xanh. Như đây đủ rồi, không có câu nữa đâu. Giờ chờ Khôi câu nè. Khôi câu đến đâu rồi? Ồ, vẫn chưa được con nào à. Đâu, để Cúc coi coi. Thôi nắm cọng dây kéo qua bên đây câu đi. Bên đây có nhiều cá hơn nè. Để Cúc làm cho. Ý, được rồi nè. Một, wow, một con cá màu xanh. Bỏ vô giỏ đi Khôi ơi. Khôi câu nữa hả? Đủ rồi. Mình có hai con rồi nè. Thôi mình đi nha. Đi qua chỗ khác chơi. Rồi bỏ hai con đó xuống dưới nha. Cho mấy bạn câu. Đi thôi. Đi qua đây Khôi ơi. Nhanh lên. Bị đau lưng rồi hả? Cố lên, cố lên. Mình qua đây nha. Chơi quá. Kiếm cái giỏ thôi. À đây, cái giỏ đây nè. Bây giờ đi lựa đồ ăn nha. Rồi cái gì bây giờ ta? À, củ cà rốt nè. Cái này là gì đây Khôi? Cái xoài phải không?
đùi gà nè mấy bạn ơi. Bắp nè Chloe ơi. À trái thơm á hả? Và wow, trái thơm chia đôi luôn. Coi trái thơm nè mấy bạn ơi. Chia làm đôi luôn nha. Rồi bây giờ mình lấy cái chảo đi. Thôi bây giờ mình đi kiếm cái chảo mình nấu đi. Để lát nữa mình nấu đồ ăn nè. Đâu rồi, cái chảo đâu rồi ta? À đây. Ủa cái này cái bánh mà. Nhiều đồ ăn lắm luôn rồi nè. Trái nho nữa là đủ nha. Rồi lại đây nấu thôi. Wow, cái bếp kìa. Có lò vi ba luôn. Thôi ơi. Thôi ơi, nước bánh mì nha. Ok. Có trái thanh long nữa nè. Trời ơi, quá trời trái cây ngon luôn. Thôi ơi, lấy dùm khúc mấy cái dĩa đi. Ở đằng kia kìa. Thấy không? Sao sao? Mới chơi trò tính tiền hả? Rồi đợi chút nha. Đồ ăn xong rồi nè. Gà. Mùi chị trái cây. Sao đây, đợi cút xíu. Rồi bây
giờ để cô kiếm cái gì, cái vỏ nè, bỏ trái cây vô nè. Đâu, để coi mua cái gì đây, lấy cái này đi. Ở cái này nữa, ở cái này luôn. Ê, lấy thêm một con gấu bông nữa. Rồi, cô ơi, tính tiền cho tôi đi. Tính cho tôi con vịt đi. Con vịt. Tớ là vịt đây. Bỏ mảng tàu lên cân nha. Rồi, cân đi. Cô ơi, cân cho tôi trái hổ qua luôn. Trái bắp nữa. Rồi, hết tiền cho tôi đi. Sao không biết hết tiền hả? Đây đây. Ok, thôi xách về luôn, khỏi bỏ bao. Thôi đi về thôi. Rồi đi về. Bây giờ mình đi qua chỗ khác chơi đi. Khôi ơi, ở đằng kia chưa chơi kìa. Đi nhanh. Yeah. Tiếp đi. Chuyển qua bên đây. Wow. Chiếc xe xúc. Rồi bây giờ mình lấy cái xẻng nè. Mình múc vô. Mình bỏ vô xe. Múc cho đầy xe luôn nha. Ai múc đầy xe là người đó thắng nha. Vậy lấy cái xẻng phải không? Đó. Đầy rồi nha. Các bạn ơi, coi xe của Phúc nè. Rồi đầy rồi đó. Hai xe đầy hết rồi. Bây giờ mình đổ ra đi. Một, hai, ba. Vô. Thôi. Xong. Yeah. Úi, cái gì đây? Cái xẻng. Đi chỗ khác chơi đi. Đi thôi. Thôi ơi. Cẩn thận nha. Đừng té đó.
Mình qua đây mình chơi đi nè. Có cái đàn nè. Ting 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 ting. Mm-hmm.